Và kính thưa quý vị, một ngày thật là nóng tại California, ngày hôm nay gần 90 độ. Nhưng mà ở trong này rất là ấm áp để đem đến Công Thành Show đến với tất cả quý vị. Như thường lệ, bên tay phải của Thành, Thành có anh Thiện, anh Nguyên, Thanh, Bình. Ở trên và trên kia Thành có Sound là anh Việt Anh. Và hôm nay anh Minh có công việc bận, thành ra Thế và Lighting là Alvin. Và hai director là anh Hân và anh Trúc Đại. Và stage manager là anh Quang. Xin được kính chào tất cả quý vị. Và quý vị nhìn thấy lại một lần nữa bên tay phải của Thành, hai anh Nghĩa có mặt ngày hôm nay, anh Trung Nghĩa và anh Nghĩa Sứa. Yeah. Xin cảm ơn quý vị để trở lại với chương trình Công Thành Show. Và kính thưa quý vị, như hồi nãy Thành đã nói, Thành xin được hân hạnh để giới thiệu đến quý vị nam ca sĩ Chí Trung. Xin mời Trung ngồi đây nè. Cầm cái micro này, Trung chào các quý vị khán thính giả đài SBTN, please. Xin chào các bạn của đài SBTN và xin chào anh Công Thành. Yes. Xin chào anh Nghĩa, Trung Nghĩa và Nghĩa. Chúng xin gửi tặng các bạn nhạc phẩm của nhóm The Beatles, Oh Darling. Oh Darling, please believe me, I never do you no harm. Believe me when I tell you, sau đây khỏi mất thì giờ của quý vị nữ ca sĩ Nini. Mời em ngồi, đây là anh Chí Trung. Xong sao ôm lâu vậy? Em ngồi ngoài này thì anh Trung ngồi giữa. Bây giờ em có một lời chào đến quý vị khán thính giả của đài SBTN, please. Nini xin thương mến kính chào quý vị và khán thính giả của đài SBTN và The Công Thành Show. Yes, thank you. Sau đây Nini xin kính gửi đến quý vị nhạc phẩm Stand By Me. All right. And the moon is the only
thôi. Nó là mỏng mỏng thế nè. Ừ. Bây giờ để anh kêu thêm Philip Huy lên cho nó dày dày chút nha. Kính thưa quý vị, nam ca sĩ Philip Huy. Chị Trung, Nini, Nana Nunu không có đây. Rồi. Philip có một lời chào đến quý vị khán thính giả, please. Thưa quý vị, xin kính chào quý vị và chào anh Công Thân, chào chào anh Song Nghĩa, anh Song Nghĩa và anh Chí và... Trung và Nini. Hello brother. Anh Nghĩa Sữa. Rồi. And beautiful Nini, how you doing? Yeah. Cho anh chia sẻ là cái bài này show trước em hát một cái bài này cũng là về mưa và lúc đó thì ở ngoài trời rất là nóng và không có mưa. Mà sau khi em hát bài đó, tự nhiên mưa. Ngoài trời mưa. Bây giờ anh cũng mong cho nó mưa, bây giờ nó nóng. Quý vị biết là Cali ở đây rất là thiếu mưa và quý mưa lắm. Cho nên hy vọng là em hát bài này xong thì sẽ mưa. Và sau đây xin quý vị thưởng thức nhạc phẩm Đường Xa Ướt Mưa. Yeah. Ngại đường xa ướt mưa, em muốn anh đưa em về. Sao em không ở lại đây đêm nay? Vì đường xa ướt mưa, đừng bắt anh đưa em về. Anh xin em đừng về đường quá xa xôi. Đêm nay thời gian đứng yên lắng đồng, cho đôi tình nhân đuối trong giấc mộng. Mưa rơi làm thêm khó câu giã từ vì đường xa ướt mưa. Da em lụa là tóc em xóa mềm, lung linh trời sao sáng trong mắt em. Môi em làm thêm khó câu giã từ vì đường xa ướt mưa. Ngại đường xa ướt mưa, em muốn anh đưa em về. Sao em không lại đây đêm nay? Vì đường xa ướt mưa, đừng bắt anh đưa em về. Anh xin em đừng về đường quá xa xôi. Xin mưa triền miên mãi không lắng động, cho đôi tình nhân đuối trong giấc mộng. Mưa rơi làm thêm khó giã từ vì đường xa ướt mưa. Tối chủ nhật tới đi chơi nhé. Philip Huy Như Nhi đi chơi nhé. À, chủ nhật này nè, sắp tới này nè, ngày 9 tháng 8 nè. Vô chơi nha. Hả? Anh gọi Uber đến đón em. Và đây là cái khúc mà một lát nữa anh happy birthday cái to you nhé. Sẽ cái lúc nào mới giật giật cái đi ra với anh. Quá nhiều. Hôm nay là sinh nhật của Khanh ở Virginia, Phong ở Texas 50 tuổi, John San Jose 3 tuổi, Nathan Florida 21 tuổi, đúng ngày luôn, Me ở Georgia, Hạnh ở New York, Loan Arizona, Ruby California 29 tuổi, Trung ở New Jersey, Thanh ở Louisiana, Vivian Minnesota 5 tuổi, Nhi ở Michigan, Tuấn South Carolina, Điền Oregon, Mai Georgia, Hà North Carolina 45 tuổi, Ninh ở Texas, Cook Tennessee, Phấn Arizona, Joe Pennsylvania 37 tuổi, Yến ở Florida, Nhung Arizona, Thiện Washington, Steven Nevada 36 tuổi,
Nghĩa, Minnesota. Duy, California. Mẫn, Ohio. Nina, Virginia, 3 tuổi. Huy, New Jersey. Khải, ở Georgia. Jimmy, ở Louisiana, 9 tuổi. Thạnh, ở California. Trinh, ở New York. Phước, ở Oregon, 54 tuổi. Và hôm nay Thành cũng xin được chào tất cả các quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình ở Canada và tại Úc ngay bây giờ. Thành xin được kính chào tất cả quý vị. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Khanh Phong, John Nathan, Mim, Hạnh Loan, Ruby, Trung Thanh, Vivian, Nhi, Tuấn, Điền, Mai, Hà Ninh, Cúc Phấn, Châu Yến, Nhung Thiện, Di Vân Nghĩa, Duy Mẫn, Nina, Huy Khải, Jimmy, Thạnh Trinh và Phước. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Và kính thưa quý vị, một lần nữa Thành xin được mặc phép quý vị cho Thành được tạm ngưng chương trình Công Thành Show tại đây. Và Thành xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào tối thứ tư tuần sau. I love you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday.